Nếu mọi người đang cần tìm dầu gội chăm sóc tóc thì có thể tham khảo em này của Nhật nha. Đây là hãng Stobaki. Mình cũng đã thấy em này được review khá nhiều trên TikTok rồi. Mình đã sử dụng đây là bộ thứ 3 hay thứ 4 gì rồi á, và thấy nó thật sự hiệu quả nên muốn gợi ý cho mọi người. Hãng này có nhiều dòng với nhiều màu vàng, đỏ, xanh. Trước đây thì mình sử dụng màu vàng cho tóc hô sơ giảm nảy rụm, thì hôm nay mình chuyển sang màu đỏ cho tóc bóng mượt. Mùi thơm của dòng này phải nói là rất là đỉnh luôn, 2-3 ngày vẫn còn thơm nha mọi người. Và đây là sản phẩm mình thích nhất, chính là mặt nạ tóc. Với công nghệ thẩm thấu rất là nhanh nên mọi người có thể bôi lên và xả liền luôn, không cần chờ lâu, và dưỡng chất vẫn có thể thấm vào tóc. Mọi người tin mình đi là chỉ cần sử dụng mặt nạ tóc một lần thôi, mọi người sẽ thấy khác biệt liền luôn á. Trời, nhìn cái đống vỏ tưởng là mình đang chơi đồ hàng không á. Đây là chai sữa tắm sẽ làm mọi người gây nghiện vì mùi thơm của nó. Bữa giờ chai này rất là hot trên TikTok luôn, và mình cũng đã mua thử. Quả nhiên khi vừa mở hộp ra thì mình đã thấy thơm rồi. Mùi thơm kiểu kẹo ngọt, rất là gây nghiện luôn á mọi người. Chai này dung tích 650ml và mình mua chỉ hơn 100 cành một xíu thôi. Chai rất là to, một mình chắc xài cả năm mới hết đó. Mình thấy nó còn có tác dụng trị mụn lưng nữa, tuy nhiên thì chắc là cần thời gian sử dụng lâu hơn mới biết được. Đây là chất của chai sữa tắm nè, nó đặc vừa phải. Mình tắm ở bên trong mà bên ngoài thơm nước mũi luôn á mọi người. Tắm xong thì da khá là mịn, tuy nhiên nó chỉ lưu hương trên da mình tầm 1 tiếng thôi. Link mình để bio nha. Mấy bà còn nhớ hai chai body mist hôm bữa tôi mua không? Bữa nay đã hết sạch rồi nè, và tôi phải đặt hỏa tóc liền một cái chai khác nè. Mùi lần này tôi chọn là Amber Romance của Victoria's Secret, và đây cũng là cái mùi best seller của dòng này nha. Mùi này thì hơi ngọt, sexy nhưng mà không quá nồng, và có một chút béo của vani nữa. Khi mà cái hương cuối còn ở lại trên da thì nó để lại một cái mùi rất là gây thương nhớ luôn á mọi người. Bà nào mê cái kiểu ngọt ngọt phấn phấn như là Na Hồng hoặc là Soul Scandal hoặc là Into the Night thì cũng sẽ mê mùi này, tôi chắc chắn luôn. Và mùi này lưu hương rất tốt nha. Tối trước khi đi ngủ tôi có xịt và tới trưa hôm sau vẫn còn rất là thơm luôn. Mình nghĩ mọi người ai cũng sẽ biết tới loại tẩy tế bào chết này ha. Phổ biến là cái gói sữa bò màu hồng á. Nhưng hôm nay thì mình mua hai loại mới. Gói màu xanh là sữa chua dâu và gói màu vàng là vitamin C hương chanh. Mình có test thử thì cái hạt nó nhỏ hơn gói sữa bò nhiều á, cho nên bạn nào sợ hạt to bị đau thì có thể tham khảo loại này nha. Mùi chanh thì mình thấy bình thường, nhưng mà cái mùi sữa chua dâu thì chắc là mình xỉu ngang, tại vì nó thơm lắm 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 luôn á mọi người, chỉ muốn ăn thôi. Cách mình hay sử dụng là trộn với sữa tắm và massage lên da. Mọi người tin mình đi, là mix với sữa tắm nó sẽ giúp da mấy bạn mượt và mịn hơn rất nhiều lần thay vì chỉ massage mỗi một mình muối thôi. Mọi người có thể tham khảo ở bio nha. Đời này em mong đợi anh đã ghé ngang qua một chút, nhưng hoa kia không nở. Anh đã cố thử nhưng nhành hoa kia chẳng chờ, bất giác nhận ra em mơ chúng. Trong lúc chờ gom đủ can đảm để đi quắc lông hoặc là triệt lông thì bây giờ tôi vẫn trung thành với cái phương pháp tẩy lông bằng kem này nè. Tôi xài kem tẩy lông của Clio nha, và cũng xài được 2 năm rồi đó. Cái màu hồng này là dành cho da nhạy cảm nè. Tôi dùng nó để tẩy lông cho toàn cơ thể, kể cả vùng bikini luôn. Cách sử dụng rất là dễ, mấy bà chỉ cần lấy cái que gạt người ta cho sẵn á, bôi kem lên cái vùng da có lông thôi. Tầm 5 phút sau mấy bà thấy mấy cọng lông nó nhũn lại á, là mấy bà lấy cái gạt gạt đi là nó sẽ đi hết những cái lông trên bề mặt của mình nha. Tuy nhiên đây chỉ là cách lấy đi lông trên bề mặt da thôi, còn cái gốc lông thì vẫn còn á, cho nên nó vẫn sẽ lên lại nè mấy bà. Cho tới bây giờ thì tôi thấy tẩy lông bằng kem vẫn rất là ổn đối với tôi, kể cả bikini tôi không có bị ngứa rát hay mẩn đỏ gì hết á. Mấy bà mà chưa dám đi triệt hay đi wax thì có thể tham khảo nha. Mấy bà phải dừng lại cái video này liền, tại vì tôi chuẩn bị giới thiệu cho mấy bà cái combo làm sạch da chưa tới một tờ xanh lá luôn á.
Muối tẩy tế bào chết thì chắc ai cũng biết ha, nhưng nhân vật chính là cái chai sữa tắm Guardian này nè. Cái chai to đùng như vậy á, 1 lít nha, mà chưa tới 600 g mấy bà tin không. Mấy bà sử dụng cho cả gia đình rất là tiết kiệm luôn. Chai này chiết xuất từ dầu thực vật và collagen, cái mùi nó hơi ngọt nhẹ, tôi thấy cái mùi rất là thư giãn và cực kỳ dễ chịu luôn á. Mấy bà nên sử dụng kèm bông tắm để dễ tạo bọt hơn ha. Và đặc biệt là rất là dễ làm sạch, không có vị rít rít đâu. Ở video trước thì tôi cũng có nói là mấy bà nên sử dụng kèm muối tẩy tế bào chết này nè, trộn với một ít sữa tắm, sau đó massage lên da, thì sau đó da mấy bà sẽ cực kỳ mịn luôn á. Còn găng tay thì mấy bà dùng cho mấy vùng da dài như là mông nè, cùi chỏ, đầu gối ha. Mọi người đừng thấy lượt rất cao, lượt vô tay cao mà tin tưởng. Ừ đó, tôi tin tưởng xong giờ hối hận nè. Hối hận vì không mua sớm hơn á. Đây là thảo mộc nhau thai cừu của nhà Mi Group nha. Tôi sử dụng tới gói thứ hai rồi nè. Cách sử dụng thì mấy bà chỉ cần pha bột với lại sữa chua không đường hoặc là sữa tươi không đường nha. Khuấy cho đến khi nó được cái hỗn hợp sệt như vậy nè là được. Sản phẩm này thì có công dụng là tẩy tế bào chết và làm sáng đều màu da nha. Thành phần chính là bột lá niêm Ấn Độ nè, bột đậu đỏ, bột yến mạch, những cái thành phần rất là lành tính, cho nên mình sử dụng cho da mặt, da body và cả bà bầu đều sử dụng được nha. Sau khi bôi lên da và massage tầm 10 phút thì mình rửa lại bằng nước sạch là được. Mấy bà nhớ là trộn với sữa thì da sẽ mịn hơn rất nhiều so với sử dụng nước nha. Đối mấy bà nha, làm sao để cô bé của mình luôn thơm tho, sạch sẽ, ngon từ thịt, ngọt từ xương. Ủa, bà nào nói là ăn dứa đó? Thì cũng đúng, ngoài chế độ ăn uống thì mình cũng cần một sản phẩm chăm sóc cô bé dịu nhẹ an toàn ha. Đây là chai dung dịch vệ sinh em bé, bán chạy số 1 tại Ý của nhà Chili nha mấy bà. Thiết kế chai siêu cưng luôn á, dung tích 200ml xài được rất là lâu. Nè, tôi đã xài chai màu xanh rồi, hôm nay mua chai màu hồng sẵn khoe nha mấy bà luôn. Vòi bơm rất là tiện lợi luôn á, khi nào mình không xài nữa thì mình vặn ngang qua là nó sẽ không bị đổ. Chai màu hồng là dành cho da nhạy cảm ha. Nó có cái dạng gel màu trắng trong á, ngăn cô bé khỏi bị viêm nhiễm, ngăn mùi, nấm ngứa nè. Hương thơm rất là dễ chịu, không có bị nồng mùi hương liệu đâu. Mùi hoa rất là nhẹ nhàng luôn, các mẹ bầu cũng sử dụng được nha. Đảm bảo là sau khi sử dụng rất là dịu nhẹ và thoải mái ha. Mấy bà sử dụng dung dịch này cho em bé một lần một ngày để em bé khỏe và tránh bị viêm nhiễm ha. À, ăn thêm dứa thì càng tốt nha. Có ai tự ti vì bị mụn tùm lum như tôi không? Lần đầu tiên tôi lấy hết các mẹ em để quay cái mặt lên TikTok á. Biết sao không? Tôi xài cái bộ trị mụn này của nhà Mi Natural tới nay được khoảng gần 2 tuần rồi á. Mẹ thấy êm nha, nên lên giới thiệu với mấy bà. Đầu tiên là sữa rửa mặt neem nè, nó có cái dạng gel màu nâu như vậy á, giúp sạch nhờn nè, ngừa mụn mờ thâm. Tôi xài vào mỗi tối mà khi rửa xong thì da rất là dễ chịu, không có bị căng kích khó chịu đâu mấy bà. Còn đây là em kem dưỡng nè, giúp làm dịu da, mát da, cấp ẩm. Mấy bà bôi một lượng nhỏ lên trên mặt sau đó massage như tôi này ha. Cuối cùng là em trị mụn, mấy bà chỉ cần chấm lên cái nốt mụn á, sau đó để qua đêm tới hôm sau là nó sẽ nhanh khô hơn. Mấy sản phẩm nhà Mi rất là lành tính, tôi để ý rồi, tôi xài rất là êm mà không có bị căng kích khó chịu, ngứa hay nóng hay rát gì luôn á. Tôi nghĩ là mẹ bầu cũng sử dụng được, có gì mấy bà tham khảo ha. Đối với bà nha, giữa mùi con gái đẹp nhưng không thơm, với mùi con gái nhan sắc bình thường thôi nhưng lại có cái mùi rất là cuốn hút thì con trai sẽ bị ấn tượng bởi bà nào hơn. Còn tôi thì nghĩ là mùi thơm nó sẽ giúp mình gây ấn tượng rất là mạnh đối với đối phương á. Bà nào chưa tìm được cái mùi thơm ưng ý thì tôi chỉ cho cái mùi Hà Nội 29 của nhà Codeco nè. Đây là brand nước hoa của Việt Nam á, nhưng mà nó thơm rất là lâu bởi vì nó là dạng tinh dầu nước hoa á mấy bà. Tôi thấy cái mùi này á, nó tự tựa như cái mùi na hồng á, cái mùi phấn rất là dễ chịu mà rất là cuốn luôn, cũng rất là nữ tính mà cũng có phần sexy nữa. Mấy bà biết không, cái tuần đầu tiên tôi nhận cái mùi này nè là ngày nào tôi cũng xịt hết trơn á, tắm xong đi ngủ tôi cũng xịt nữa, tại vì tôi ghiền cái mùi này dã man luôn. Tôi ưng cái mùi này thật sự á, có gì mấy bà tham khảo ha. Hậu Covid bị rụng tóc nhiều giờ làm sao? Mỗi lần gội đầu xong nhìn tóc rụng là tôi muốn trầm cảm luôn á. Sẵn nhà Mi Group mới ra cái bộ dầu gội kích thích mọc tóc thảo mộc này nè, thành phần chính là lá niêm nha, nên tôi hốt phải xài thử. Bộ này thì có công dụng là kích thích mọc tóc nè, ngăn rụng tóc, nuôi dưỡng da đầu nè, trị gầu nữa. Khi xài dầu gội á, mấy bà nên gội 2 lần và kết hợp với lược gội đầu để massage da đầu và làm cho tóc lâu bết hơn ha. Còn đối với dầu xả thì mọi người nhớ là chỉ bôi phần ngọn tóc thôi, không có bôi vào da đầu nó sẽ dễ bị bết. Khi xay tóc xong tóc còn ẩm á thì mấy bà xịt cái em dưỡng tóc này nha, giúp kích thích mọc tóc nè, ngăn rụng tóc, nuôi dưỡng da đầu nè. Kết hợp xài cả bộ thì tôi thấy tóc con mọc lên khá nhanh á, tóc bồng bềnh và mượt nè, nó có cái mùi thơm thảo mộc rất là dễ chịu và thư giãn nha. Các sản phẩm nhà Mi đều rất là an toàn và lành tính, cho nên tôi xài cả bộ từ mặt, từ body, bây giờ tới tóc, có gì mấy bà tham khảo ha.